Và kính thưa quý vị, miền Đông Nam Hoa Kỳ đang khủng đốn vì cơn lốc xoáy chết người. Theo tin từ Florida, lũ lụt tại khu vực Panhandle ở tiểu bang Florida và những con đường ngập nước thuộc vùng duyên hải Alabama đã nhấn chìm nhà cửa và xe cộ dòng nước lạnh. Thống đốc Florida Rick Scott tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 26 quận bị ngập dưới cơn mưa hàng giờ. Nhân viên cấp cứu nhận được khoảng 300 cuộc điện thoại yêu cầu di tản ở Panhandle. Ông Eric Ebersen, một nhà khí tượng dự báo thời tiết cho biết, đây là tình trạng lũ lụt tệ hại nhất xảy ra tại Panhandle. Trường học và đường xá phải đóng cửa. Các quan chức kêu gọi dân chúng không nên lái xe trong các điều kiện nguy hiểm khi nước đang dâng cao. Đường giao thông bị hư hỏng, có những mảnh vỡ rơi rớt vì mưa bão. Cảnh sát tuần tra xa lộ Florida đưa tin, một phụ nữ cao tuổi tại quận Escambia đã thiệt mạng khi mực nước dâng cao và nhấn chìm chiếc xe của bà. Mưa lũ và các cơn bão dự kiến sẽ trải rộng khắp khu vực ở bờ biển phía đông. Một cảnh báo lũ lụt có hiệu lực cho đến thứ Tư tại thủ đô Washington DC, cũng như tại các khu đô thị và những khu vực nhỏ ở giữa Virginia và Baltimore, thuộc tiểu bang Maryland. Báo cáo cho biết có 27 người tử vong, hơn 200 người bị thương vì thời tiết mưa lũ và gió bão. Tại Oklahoma, Iowa, Alabama và Tennessee cũng có nhiều người bị thiệt mạng.